Xin chào tất cả anh chị em nhé Hôm nay em Quang này uh, đã, 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 đang, có mặt tại uh, xã Đức Bút So, huyện Tết Đức nhé Em quay một cái nô đất này là đất trống đấy mọi người này Cái nô này nó quay hướng Tây khuất gió hoàn toàn Nô đất của mình ấy là cách đường bê tông là chỉ có 50 mét thôi Và cách uh, khu dân cư mọi tiện ích như trường học, chợ búa và cây xăng Thì uh, rơi vào khoảng tầm cỡ 2 km nhé mọi người nhé 2 km và cách trung tâm huyện Từ Đức ấy, là đúng 5 km mọi người nhé sổ mình này hiển thị đường luôn lô này hai sổ một sổ là à, gần 1 h 6 và một lô là một sổ 1 h 2 đó tổng diện tích của nô đất này á trên sổ là à, à 2 h 8 và diện tích sử dụng thực tế của nó là 3 hết mọi người nhé khu dân cư đường điện đường điện là từ đường bê tông vào đây mọi người còn à, chỗ bác chủ nhà ở đây thì không ở tại chỗ nên là mình chưa kéo điện nhé mọi người nhé cách đường điện là chỉ có vài chục mét thôi và cái nô đất của mình thứ nhất là khuất gió thứ hai nó là đây là chất đất đỏ ba này mọi người này tơ xốp mà không sỏi đá này đó chất đất rất đẹp luôn lô này mình có thể mình trồng cây ăn trái trồng cà phê sầu riêng à, hay là tiêu nhé mọi người nhé Được cái nô đất của mình đây là quay hướng tây khuất gió hoàn toàn Đó mình trồng cây gì cũng được Ô tô gầm thấp là vào tận nơi cách đường bê tông chỉ có 50 mét thôi, sổ hiển thị đường. Đó, anh chị em nào mà quan tâm cái mảnh đất này thì liên hệ cho em Quang qua số điện thoại 0969 780 789 nhé. Và đặc biệt hơn cái lô của đất của mình nhé, là thứ là nó nở hậu mọi người. Trên trên thì à, nhỏ, dưới to này. Bên dưới của mình là có một suối nước à, bên hông cái lô đất của mình nhé, là hết cái đất của mình đây là dưới đấy nó có một suối nước này và một khoảng sình là tầm vài sao sình nhé mọi người nhé, vài sao sình và có sẵn là một cái hồ nước rồi đó nên là riêng về nguồn nước thì anh chị em khỏi lo nhé mua nô đất này thì mình uh, uh, sới đất lên múc hố trồng lại nhé mọi người nhé cho đất mình có sẵn một cái nhà gỗ cấp 4. mình có thể tạm được mọi người này địa thế tới đất thoải mọi người đất thoải nhé đất thoải nhẹ này đất thoải nhẹ, đất thoải nhẹ từ bên trên đường xuống tới sình luôn đó phía trước mặt em đây cũng là đường bê tông đường liên thông luôn mọi người này địa thế thì đất bằng và thoải nhẹ nhé. Bây giờ em di chuyển xuống phía bên dưới chỗ hồ nước cho mọi người tham khảo này. Trên đất thì chưa trồng gì nhiều nên là em cũng không quay quá quá nhiều về cái mảnh đất mình. Em chỉ quay thứ nhất là về chất đất này mọi người. Thứ hai là đường đi lại. Thứ ba nó là khu dân cư. Nói chung là chỗ này nó lọt vào khu dân cư Dân cư rất là đông mọi người nhé Ra tới trung tâm chỉ có 5km Và cách uh, uh, Trung tâm uh, Chợ Buôn Bán uh, Và trường học Chợ Búa là chỉ có rơi vào khoảng tầm 2km Đầu về thôi mọi người Rất là thuận tiện luôn Được cái là đất rất là bằng Đó như trước mặt mọi người thấy là Người ta đang ở tại chỗ rất là đông này Như lúc đầu video có quay á Rất đông dân luôn điện đón thì đầy đủ, đất rất đẹp luôn. Quay hướng tây khuất gió hoàn toàn. Đất của mình nó dài tới chỗ kia sình dưới đây mọi người, dưới đây là sình là mình có... có vài sào sình ba sào, tầm cứ ba sào sình mọi người. múc hồ nước tưới thoải mái luôn. Đó, đất thoải rất đẹp vừa nãy thì mình mua về mình có thể là trồng cây ăn trái và lắp hệ thống tưới bếp di chuyển đi lại thì rất thuận tiện rồi mưa to gió lớn nó đi vào tận nơi kết đường bê tông chỉ có 50 mươi mét được cái chất đất đây thì mình trồng là phù hợp tất cả các loại cây mọi người nhé nó không như các vùng khác à, như vùng khác thì nhiều loại đất thì có như là đất bu xít hay là nhiều đá lắm Nơi này thì em thấy là chất đất rất là đẹp Đó. bên dưới đây là mình có một cái một cái hồ nước nha mọi người đây em phóng cho mọi người thấy này Đó, đây là cái hồ nước nhé hồ nước này và theo ven sình này là mình còn có khoảng tầm cơ mình múc hồ là thoải mái lắm mọi người đây Gần sình đây là từ chỗ cái lùm Mấy cái chỗ lùm cây này mọi người Chỗ này này mình có thể mình múc một cái hồ lớn ở đây Múc một cái hồ lớn đây để là Mình tươi tắm cho cây trồng nhé Đó mất chỗ này em thấy là đất nó thoải hơi dốc một xíu này Còn từ đây trở lên à, Từ đây trở lên là đất bằng này mọi người Đó mất một xíu ở dưới chân Chân vườn ấy là hơi dốc một xíu thôi Đó khoảng sình là thoải mái nó này Thế chỗ mấy bụi chuối này mình có thể mình múc một cái hồ lớn nữa mọi người đó, rất đẹp. Em xin nhắc lại, cái nô đất của mình đây là nằm trên địa bàn xã Đắk Bút so, mọi người nhé. Xã Đắk Bút so, huyện Tuyết Đức, tỉnh Đắk Đông. Tổng diện tích trên uh, thực tế là 3 hecta Và trên bìa là 2 8 Trên đất thì uh, nó là đất trống, mọi người nhé. Sổ sách đầy đủ, đất nông nghiệp, trồng cây, nông năm. Đó, đất thoải, khu dân cư đông đúc, điện đóm đầy đủ. Đó, mình mua thì mình trồng lại từ đầu, mọi người nhé từ đây mà cách trung tâm chợ trường học à, mọi tiện ích là 2 km và cách trung tâm huyện Từ Đức là chỉ có 5 km mọi người nhé. Anh chị em nào mà quan tâm cái mảnh đất này thì đến lại cho em quang qua số điện thoại 0969 780789. Em uh, dẫn anh chị em tham khảo mảnh đất này và thương thảo thêm giá cả với chủ nhà nhé. Và anh chị muốn uh, mua hoặc là bán ở trên khu vực tỉnh Đắk Nông thì nên hệ cho em Quang em Quang tư vấn cho mọi người nhé bên em thì nhận quay và có rất là nhiều nguồn như là cà phê và sầu riêng giới đẻ mọi người nhé Đó, rất đẹp rất là thoáng luôn một nô đất quay hướng Tây khuất gió hoàn toàn mình cải tạo lại nhé rồi anh chị em nói mà ứng mảnh đất này thì nên là cho em quang nhé